Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái mẫu máy câu biển, máy ngang, tay quay bên phải, thương hiệu là Banat, một cái thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc. 6 vòng bi. Ok. Đắt 10.000 MT. Mình chỉ review cái máy để các bạn xem nhé. Người nó có cái bao trong suốt. Máy này có cái bao trong suốt. Máy này trọng lượng là 630 gram. Này thông số kỹ thuật, thông số kỹ thuật này là thông số dây rõ không các bạn? Đấy, thông số dây đấy, 20 bao là 330 gia, 20 bao là 30 gia, còn 0.47 mm là 300 m, nó tương đương 25 bao là 257 gia, tương đương là sợi dây là 0.52 mm, nó là 250 m. 30 bao là 220 gia, tương đương là 200 m, nó tương đương là 0.57 mm, rất là lực nha các bạn. Đấy, cái máy bên phải, máy rất là êm nhẹ. Cái này là nó có cái chế độ gạt, gạt mình quay nó êm. Đấy, quay nó kêu là tại cá. Này là chế độ bình thường. Tay quay rất là mượt, tay quay chạy rất là mượt. Chạy như bánh xe máy bay. Đây là cái con gà. To nha các bạn. Câu biển, câu biển rất là lực, tải cá trên 10 kg. Này là cái trục, trục làm bằng đồng thau này các bạn, trục làm bằng đồng thau, nó sẽ chống mài mòn. Trục đồng thau vàng rất là đẹp, cực kỳ. Cái máy này không xài nữa, bán nhầm nhựa nó cũng ngon nữa. Bán nhầm nhựa cái cục này cũng có tiền hút thuốc. Thông số vòng tua 411. Mình gạt cái chế độ này là chế độ tải cá.
Đặc biệt cái máy này nó có một cái bộ đếm. Này các bạn, coi tôi xoay này, nó chạy cái dòng dòng đếm này. Thấy chưa? Thấy nó chạy chưa? Đấy. Chạy đếm đếm vòng dây ấy. Đây, đếm số dây. Đấy, đếm số dây. Khi mà mình trả dây là mình bấm cái nút này, nó trả về hết. Đó, trả về hết. Bắt đầu mình quay tiếp, đếm số vòng dây. Máy này là thương hiệu của Hàn Quốc nhưng mà cái này là gia công tại Trung Quốc các bạn, gia công lại tại Trung Quốc. Có nhiều bạn hỏi nói là hàng Trung Quốc đó không chất lượng, nhưng mà thực ra cái thương hiệu của Hàn Quốc thì khi mà người ta sản xuất ở các nước thì người ta đặt cái nhà máy ở đó, là người ta làm được cho nó tốt, cái nhân công ít, cái nhân công nó sẽ rẻ, nên là cái giá thành nó sẽ rẻ hơn những cái nước đặt cái nhà máy tại tại Hàn Quốc, cái giá thành nó sẽ cao hơn. Nhưng mà thực ra cái công nghệ sản xuất thì nó cũng như là ở tại nhà máy Hàn Quốc, nên là các bạn đừng bao giờ suy nghĩ là hàng China thì nó không tốt, không tốt. Và những cái trường hợp là hàng nó sẽ làm tại Trung Quốc nhưng mà hàng nhái thôi, ví dụ như những cái thương hiệu, những cái nhà lễ nhỏ ở ngoài nó sẽ làm ra những cái máy họ nhái thì chất lượng nó không tốt. Còn riêng hàng China mà chính hãng thì nó rất là tốt. Cái máy này có giá là 1.985.000. Các bạn mua hàng qua website adocau.com hoặc là website adocau.vn, các bạn có thể liên hệ trực tiếp cái số điện thoại ở trên màn hình. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.